Thưa sư, trong Phật giáo Nam truyền có khái niệm về các quả vị của Bồ Tát như thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa không? Xin thưa là trong Phật giáo Nguyên thủy không có những khái niệm này nha. Rồi, sư qua câu hỏi tiếp theo.